Cách giảm cân, giảm mỡ bụng cấp tốc bằng hạt chia, ít người biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy tự ti với chiếc bụng ngấn mỡ phình dai chưa? Chắc hẳn điều này sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu đúng không ạ? Mỡ bụng là một loại chất béo nằm ngay dưới da và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, khiến bạn khó lựa chọn trang phục, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều bệnh lý nghiêm trọng như mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ. Do đó, hầu hết mọi người đều cố gắng giảm cân và loại bỏ mỡ bụng càng sớm càng tốt. Và để giúp chị em giảm cân cấp tốc, trên thị trường đã xuất hiện vô vàn các loại thuốc giảm cân khác nhau giúp bạn đánh bay lớp mỡ thừa nhanh chóng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc lạm dụng thuốc giảm cân có thể gây ra nhiều tác dụng phụ rất nguy hiểm cho cơ thể. Vậy nên trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn một phương pháp giảm cân vừa đơn giản vừa hiệu quả chỉ với một loại thực phẩm rất quen thuộc, đó chính là hạt chia. Bởi lẽ, trong hạt chia có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp xóa sổ mỡ thừa cứng đầu. Nếu như bạn đang tìm kiếm bí quyết giảm cân hiệu quả thì đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích trong video ngày hôm nay nhé. Hạt chia là thực phẩm được xem là hỗ trợ ăn kiêng, giúp giảm cân hiệu quả. Song song với đó, hạt chia còn giúp tăng cường sức khỏe và thể lực, hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao khiến bạn no lâu hơn và tránh cảm giác đói. Thêm nữa, hạt chia lại ít calo, có thể yên tâm khi bổ sung thêm vào thực đơn. Chính vì thế, nó được nhiều người ưa chuộng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì hạt chia sau khi vào trong dạ dày sẽ trương nở ra và từ đó giúp no lâu. Khi hấp thụ hạt chia bạn sẽ ít cảm giác thèm ăn, đói, do vậy mà hạt chia hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mọi đối tượng đều có thể uống hạt chia, người già, phụ nữ, người bị bệnh tiểu đường hoặc tim mạch. Do vậy mà hạt chia thường được nhiều người ưu ái sử dụng và nó được xem như một loại thảo dược thiên nhiên giúp giảm cân an toàn và hiệu quả. Có rất nhiều cách pha chế hạt chia giảm cân khác nhau. Dưới đây Sống An Nhiên xin chia sẻ với quý vị và các bạn 7 công thức giảm cân bằng hạt chia phổ biến và được nhiều người áp dụng. Cách thứ nhất, hạt chia pha nước giảm cân. Đây là cách pha hạt chia giảm cân đơn giản nhất. Với cách này cũng phù hợp cho các đối tượng, nhất là các mẹ sau sinh. Chỉ cần cho 1 đến 2 muỗng hạt chia vào ly nước rồi sau đó khuấy đều từ 30 đến 60 giây, sau 10 đến 15 phút. Khi hạt chia mềm ra thì bạn có thể uống. Bạn hãy ngâm hạt chia với nước nóng hay nước nguội đều được. Nước nóng sẽ giúp hạt chia nở nhanh hơn và bạn có thể uống hạt chia trong khoảng 2 đến 3 phút sau đó. Cách thứ hai, uống hạt chia giảm cân với công thức hạt chia ngâm sữa. Cách pha hạt chia giảm cân ngâm sữa giúp bạn cảm thấy no lâu hơn bởi nó giúp cung cấp một lượng lớn chất xơ cần thiết cho cơ thể. Cách làm như sau. Với cách uống hạt chia giảm cân ngâm sữa này, bạn dùng 2 đến 3 muỗng canh hạt chia đem ngâm vào bát sữa tươi không đường, sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân, sau đó cho thêm một ít mật ong và sau đó để qua đêm trong tủ lạnh. Vừa giúp cho hạt chia có thời gian ngập đủ nước và cũng làm cho món ăn của bạn ngon hơn vào sáng hôm sau. Cách thứ 3, giảm cân hiệu quả từ cách uống hạt chia với mật ong. Sử dụng hạt chia kết hợp với mật ong được xem là cách hoàn toàn hữu hiệu với những người có nhu cầu giảm cân nhanh. Với phương pháp này, khi kết hợp hạt chia với những công dụng như trên, cùng với tính ấm nóng của mật ong, chắc chắn lượng mỡ thừa trong cơ thể của bạn sẽ được đào thải hiệu quả chỉ sau 1 đến 2 tuần. Với phương pháp pha mật ong kết hợp với hạt chia giảm cân, bạn cần thực hiện các bước sau đây. Trước tiên, bạn đổ một nửa cốc nước với khoảng 2 thìa hạt chia. Ngâm hạt khoảng 15 phút, đến khi hạt chia nở gấp đôi bình thường thì đổ thêm 100ml nước sôi vào. Cuối cùng, bạn đổ một thìa mật ong nguyên chất vào cốc, khuấy đều rồi uống trước bữa ăn khoảng 10 đến 15 phút. Cách thứ tư, giảm mỡ bụng với hạt chia và sữa chua. Không chỉ giúp đào thải mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, sữa chua còn được xem là nguyên liệu tuyệt vời để giúp bạn có làn da sáng mịn, trẻ trung. Vì vậy, sẽ thực sự tuyệt vời khi bạn có sự kết hợp giữa hạt chia và sữa chua. Phương pháp này vừa tăng hiệu quả giảm cân của hạt chia, vừa giúp chị em cảm thấy tự tin hơn về làn da của mình đó. Với cách giảm cân bằng hạt chia này, các bước thực hiện sẽ vô cùng đơn giản, bao gồm trước tiên bạn đổ sữa chua ra cốc, sau đó đổ một nắm hạt chia lên rồi trộn đều, đợi khoảng 5 phút, đến khi hạt chia nở gấp đôi bình thường thì thưởng thức. Lưu ý, với món ăn này, bạn chỉ nên sử dụng sữa chua không đường để tăng hiệu quả giảm cân. Cách thứ 5, giảm cân sau sinh với hạt chia và nước cốt chanh. Nước cốt chanh kết hợp với hạt chia có hương vị khá giống với nước chanh hạt é.
Vì vậy, loại nước này khá dễ uống. Bạn sẽ không bị mất quá nhiều thời gian trong việc làm quen với hương vị của loại đồ uống này. Bên cạnh đó, thức uống này rất phù hợp để chị em sau khi sinh từ 3 đến 4 tháng có thể lấy lại được vóc dáng của bản thân. Với phương pháp giảm cân này, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây. Trước tiên, bạn vắt cốt chanh vào 200ml nước mát nên hòa cùng một chút đường để đỡ chua. Sau đó bạn đổ khoảng 2 thìa cà phê hạt chia vào khuấy đều, ngâm trong khoảng 10 đến 15 phút. Khi hạt chia đã bắt đầu nở ra, bạn có thể thưởng thức vào sau mỗi bữa ăn từ khoảng 10 đến 15 phút. Cách thứ 6, ăn hạt chia chiên trứng giảm béo. Nghe có vẻ lạ tai, tuy nhiên công thức giảm cân bằng hạt chia chiên cùng trứng lại được xem là phương pháp vô cùng tuyệt vời để giúp bạn loại bỏ mỡ thừa đó. Đối với công thức chiên trứng với hạt chia để giảm cân, nguyên liệu chuẩn bị của bạn sẽ bao gồm trứng, hành lá, cà rốt, cải, hạt chia, gia vị cần thiết. Trước tiên, bạn rửa sạch các loại lá, cà rốt gọt vỏ, thái sợi, cải bó xôi, đem đổ vào bát. Đổ thêm khoảng 2-3 thìa hạt chia rồi đập 2 quả trứng vào bát, cho thêm một chút gia vị rồi đánh đều. Đổ dầu ăn vào chảo, đun sôi rồi cho trứng vào chảo, chiên vàng, để món ăn ra đĩa và thưởng thức trong bữa ăn hàng ngày. Cách thứ 7, giảm mỡ bằng trà xanh hạt chia. Cũng là một thức uống hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa mà phần lớn mọi người thường không biết tới chính là nước trà xanh. Khi kết hợp trà xanh cùng hạt chia đúng tỷ lệ thì bạn đã có ngay món đồ uống vừa cấp nước cho cơ thể, vừa giảm cân hiệu quả. Cách pha trà xanh hạt chia như sau. Đun nước trà xanh, có thể dùng chè tươi hoặc chè túi lọc đều được. Để nguội và cho hạt chia vào theo tỷ lệ cứ 200ml tương ứng với một thìa hạt chia. Bạn ngâm hạt chia trong trà xanh tối thiểu 30 phút để ngậm đủ nước và nở đều. Lúc này đóng chai, bảo quản ngăn mát tủ lạnh và uống trong ngày. Mỗi lần uống tối đa 300ml nước trà xanh hạt chia. Để đạt được hiệu quả giảm cân mong muốn, trước khi uống hạt chia, bạn cần lưu ý một số điều dưới đây sẽ hỗ trợ bạn ăn kiêng và giảm cân hiệu quả nhất. Thứ nhất, uống hạt chia giảm cân vào bữa sáng. Sử dụng hạt chia vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể nạp một lượng chất xơ đầy đủ nhất định. Hàm lượng chất xơ này sẽ khiến bạn có cảm giác no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vào bữa trưa, bữa tối. Trước bữa ăn sáng 30 phút, bạn nên uống nước hạt chia và sau đó ăn sáng bình thường. Bạn có thể thay đổi công thức pha chế hạt chia bằng nhiều cách dưới đây. Một điều đặc biệt của món nước này nữa là giúp các tế bào thư giãn và giữ cho não luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa các tình trạng suy giảm trí nhớ và lão hóa. Thứ hai, uống hạt chia giảm cân vào bữa trưa. Bạn nên uống một ly nước hạt chia trước khi ăn trưa, sau đó hãy dùng thêm 1-2 quả chuối rồi ăn trưa bình thường. Bạn hãy ăn ít cơm nếu có thể và ăn thêm nhiều rau, hoa quả tươi, ít ngọt hoặc cháo yến mạch, trứng luộc và một đĩa salad rau củ để có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Điều độ là điều rất quan trọng trong quá trình giảm cân. Thứ ba, uống hạt chia giảm cân vào bữa tối. Bạn cũng uống một ly nước pha hạt chia trước bữa tối, rồi dùng thêm súp rau củ và ngừng ăn sau 18 giờ. Bạn có thể ăn thêm táo, lê hay muối bưởi nếu như bạn vẫn cảm thấy đói. Hãy kiên trì kết hợp việc uống hạt chia để giảm cân và kết hợp cùng luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Chế độ ăn giảm lượng đường, tinh bột và uống nhiều nước mỗi ngày để có trạng thái ổn định, không dẫn đến tình trạng bị suy kiệt, nó cũng sẽ giúp cho quá trình giảm cân của bạn đạt hiệu quả mong muốn. Các bạn thân mến, du nhập vào Việt Nam không lâu, hạt chia giờ đây đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu giúp chị em giảm cân hiệu quả. Không chỉ vậy, hạt chia còn được ví von như một siêu thực phẩm mà nhiều người đang theo đuổi, lối sống lành mạnh đều ráo riết săn lùng. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến lợi ích cũng như cách sử dụng hiệu quả loại hạt rẻ tiền này. Vậy nên trong phần tiếp theo của video, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà hạt chia đem lại cho cơ thể chúng ta. Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Lợi ích thứ nhất đó là giúp giải độc cho cơ thể. Hạt chia có tác dụng cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, nên đây cũng là nguồn giúp loại bỏ chất độc trong cơ thể một cách tự nhiên. Hợp chất chống viêm trong hạt cũng giúp ngăn ngừa và phục hồi các tế bào bị tổn thương. Do đó, các tế bào ít bị hư hỏng trong khi lượng độc tố từ cơ thể được thải ra ngoài hiệu quả sẽ giúp sức khỏe tổng thể của bạn cải thiện đáng kể. Lợi ích thứ hai của hạt chia đó là tốt cho hệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, omega 3 tìm thấy trong hạt cây chia có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng huyết khối và chứng rối loạn nhịp tim có thể dẫn đến tình trạng đau tim, suy tim, đột quỵ hoặc các vấn đề liên quan đến tim mạch khác.
Axit béo omega 3 làm giảm viêm, ngăn ngừa ung thư và hỗ trợ sức khỏe nói chung, nhưng chế độ ăn uống của bạn đôi khi lại không cung cấp đủ thành phần này. Vì vậy, hãy thường xuyên sử dụng hạt chia trong các bữa ăn để hỗ trợ bổ sung lượng omega 3 cho cơ thể nhằm ổn định huyết áp và ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch. Lợi ích thứ 3 đó là hỗ trợ tiêu hóa. Hạt chia tự nhiên chứa 37% chất xơ, trong đó 80% là chất xơ không hòa tan, còn lại là chất xơ hòa tan có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, hạt chia giúp kích thích sản sinh vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. Từ đó, hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Các hoạt động của đường ruột diễn ra dễ dàng hơn, loại bỏ các cholesterol bị dính lại ở thành ruột, giúp loại bỏ các chất độc trong cơ thể một cách tự nhiên. Hàng ngày, bạn cần bổ sung cho cơ thể lượng chất xơ cần thiết thông qua rau củ quả và nhiều loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hạt chia còn hỗ trợ đường ruột làm việc hiệu quả, giảm các nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột và tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, ung thư ruột già. Một trong những công dụng của hạt chia là giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và thúc đẩy tính ổn định cho hệ thống đường ruột. Lợi ích thứ tư đó là chống oxy hóa. Theo thời gian, làn da sẽ dần lão hóa, ngày càng trở nên nhăn nheo và xấu đi. Các nếp nhăn, vết chân chim xuất hiện do tình trạng thiếu collagen và các dưỡng chất cần thiết để kéo dài tuổi thọ cho làn da. Omega 3 kết hợp với chất chống oxy hóa và protein trong hạt chia làm chậm quá trình lão hóa, lọc sạch chất độc hại có trong cơ thể và đào thải chúng ra ngoài, giúp bạn có một làn da khỏe mạnh luôn tươi đẹp, hồng hào. Chính lượng chất chống oxy hóa dồi dào có trong hạt chia sẽ giúp chống lại sự hình thành các gốc tự do gây hại cho tế bào. Lượng chất chống oxy hóa trong 100g hạt chia có khả năng làm trẻ hóa tế bào, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Một khi các gốc tự do gây hại bị ngăn chặn thì quá trình lão hóa sẽ bị hạn chế, đồng thời ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có cả ung thư. Đặc biệt, hàm lượng protein cao cũng giúp ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay sạm da, giúp cho mái tóc luôn chắc khỏe và suôn mượt tự nhiên. Lợi ích thứ 5 đó là giúp xương chắc khỏe hơn. Loãng xương là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ cao tuổi do lượng hormone estrogen ít đi, dẫn đến việc điều tiết lượng canxi trong máu mất cân bằng. Cơ thể cần bổ sung một hàm lượng canxi nhất định, đủ để cân bằng lại lượng canxi thiếu hụt cũng như cần bổ sung các dưỡng chất giúp xương chắc khỏe. Lượng canxi có trong hạt chia có thể sánh ngang với sữa. Do vậy, việc sử dụng thực phẩm này hàng ngày là cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe của xương. Theo thống kê, 100g hạt chia chứa 631mg canxi, chiếm khoảng 63% nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể. Đặc biệt, trong loại hạt nhỏ bé này còn có chứa nhiều hợp chất giúp cơ thể hấp thụ vitamin D tốt hơn. Vitamin D là dưỡng chất rất cần thiết cho cơ thể tổng hợp canxi. Ngoài ra, hạt chia còn chứa boron giúp chuyển hóa canxi, magie, mangan, phốt pho giúp phát triển nền xương, xương và cơ bắp, giảm nguy cơ viêm khớp và biến chứng khác có thể xuất phát từ yếu xương. Thưa quý vị, như vậy, chỉ với nguyên liệu rẻ tiền, không cần cầu kỳ trong pha chế, bạn có thể dễ dàng thực hiện những ly nước thơm ngon và bổ dưỡng. Đặc biệt, chúng còn giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hiệu quả. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay thực hiện ngay hôm nay? Và đừng quên cho chúng tôi biết kết quả bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.